Hoa Kiều tạo phản, công khai chỉ trích lãnh sự quán Trung Quốc. Tổng lãnh sự bù nhìn của lãnh sự quán Trung Quốc. Chúng ta tuyệt đối không sợ ông ta. Những quan chức tham nhũng ở Trung Quốc khi còn đương chức rất ngông nghênh, nhưng khi ở trong tù thì chẳng là gì cả. Nếu có cơ hội thì sẽ tống ông ta vào tù. Đây là phát biểu của ông Trần Học Đoan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phúc Kiến ở Hoa Kỳ, người tự nhận mình là nhà lãnh đạo Hoa Kiều yêu nước. Ngày 18 tháng 3, tại bữa tiệc nhậm chức tái đắc cử của Chủ tịch Hiệp hội Phúc Kiến Lưu Ái Hoa, tổ chức tại khách sạn ở Flushing, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Ông Trần Học Đoan đã công khai chửi bới Tổng lãnh sự của lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, cho rằng ông ta là con rối và là quan chức tham nhũng nên chắc chắn có cơ hội vào tù, và đề nghị giới truyền thông lan truyền lời nói của mình. Đứng trên sân khấu cùng ông Lưu Ái Hoa và ba thành viên khác, ông Trần cầm micro nói lớn với những người bên dưới rằng Chủ tịch Lưu Ái Hoa hiện tại đang bị chèn ép bởi ai? Bởi lãnh sự quán Trung Quốc. Chúng ta tuyệt đối không sợ tổng lãnh sự bù nhìn của lãnh sự quán Trung Quốc. Những quan chức tham nhũng của Trung Quốc khi còn đương chức rất ngông nghênh, nhưng khi ở trong tù thì chẳng là gì cả. Vậy nên nếu có cơ hội, hãy tống hắn vào tù. Chúng ta khác với lãnh sự quán Trung Quốc. Họ đàn áp cộng đồng người Phúc Kiến của chúng ta. Dù ông ta có chèn ép thế nào, thì chúng ta cũng yêu nước và sẽ luôn yêu nước. Tổng lãnh sự Hoàng Bình là một tổng lãnh sự bù nhìn. Khi nắm quyền, ông ta luôn cao cao tại thượng. Khi ở trong tù thì mới ôm mặt khóc. Hoàng Bình chắc chắn có cơ hội này, được khóc trong tù. Tôi thật sự ghét những quan chức tham nhũng như thế này ở Trung Quốc. Hoàng Bình đã chèn ép tôi. Khi một lãnh sự như vậy làm tổng lãnh sự, thì ông ta thật sự là một lãnh sự bù nhìn. Tôi phản đối quan chức tham nhũng. Quan chức tham nhũng đã nhận được một số lợi ích. Hoàng Bình hiện đang bị trói buộc với kẻ cầm đầu vụ lừa đảo ở New York. Ngày mai hãy giúp tôi lan truyền tin tức. Cảm ơn mọi người đã cho những người khác biết Hoàng Bình là người như thế nào. Tuyên bố của ông Trần đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, vỗ tay cả trên và dưới khán đài. Đoạn video ghi lại cảnh tường này được đăng tải trên YouTube, có phụ đề bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn. Được biết, Hiệp hội Phúc Kiến luôn được coi là nhóm Hoa Kiều thân đảng Cộng sản Trung Quốc và chịu sự kiểm soát của lãnh sự quán Trung Quốc. Nhưng nay đã có sự đảo ngược đáng kinh ngạc. Điểm đặc biệt là khi sự đảo ngược này xảy ra, tất cả mọi người trên dưới sân khấu đều nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi. Nguyên nhân vụ việc là do ông Hoàng Bình ủng hộ chủ tịch của một hiệp hội khác tên là Trần Hằng. Vào ngày 16 tháng 3, ông Hoàng Bình đã tham dự lễ kỷ niệm 82 năm thành lập hiệp hội do Trần Hằng tổ chức tại khách sạn Grand ở Flushing. Chủ tịch Lưu Ái Hoa, được ông Trần Học Đoan hỗ trợ, cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm và lễ nhậm chức tại cùng địa điểm vào ngày 18 tháng 3, nhưng ông Hoàng Bình không xuất hiện. Ông Trần, một người Phúc Kiến sống ở khu phố Tàu, nói với phóng viên Epoch Times sau khi xem đoạn video rằng phản rồi, thật là hả hê lòng người. Vụ việc này đã gây chấn động cả thế giới. Người dân Phúc Kiến nên ra tay và cùng nhau nổi dậy để chấm dứt sự kiểm soát của lãnh sự quán Trung Quốc đối với các nhóm người Hoa ở nước ngoài, cũng là chấm dứt việc để họ làm gián điệp cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trần cho biết, với tư cách là người Phúc Kiến, ông rất ý thức về việc lãnh sự quán Trung Quốc sử dụng các lãnh đạo hải ngoại thân Bắc Kinh để kiểm soát người Phúc Kiến. Đã đến lúc người dân Phúc Kiến vạch trần tất cả những điều này, cắt đứt nanh vuốt của đảng Cộng sản Trung Quốc và chấm dứt cuộc đàn áp người Phúc Kiến dưới sự kiểm soát của lãnh sự quán Trung Quốc. Lãnh sự quán Trung Quốc sử dụng các nhà lãnh đạo Hoa Kiều này để cung cấp tiền bạc và sức lực, phục vụ cho việc công kích Pháp Luân Công ở Mỹ, giả tạo quyền tị nạn chính trị, xâm nhập vào Hoa Kỳ, giết hại những người thực sự xứng đáng được tị nạn chính trị, để họ không bao giờ có thể trở về quê hương Trung Quốc. Lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu những người đã nhận tị nạn chính trị phải viết thư hối cải và giấy cam kết khi họ đến xin hộ chiếu hoặc dịch vụ, yêu cầu họ thừa nhận rằng việc tị nạn chính trị là giả mạo và họ đã lừa dối chính phủ Hoa Kỳ.
Nếu làm theo, thì họ sẽ được cấp hộ chiếu để về nước và không bị bức hại ở Trung Quốc. Một cư dân mạng cho biết, video này rất mãn nhãn và cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến đường cùng, khí số đã tận. Ngay cả các nhóm Hoa Kiều thân chính quyền ở nước ngoài cũng bắt đầu làm phản. Thì chắc chắn rằng trong tương lai sẽ có nhiều người trong Đảng Cộng sản Trung Quốc bước ra hơn.